ra máy dầu ở trại gà Hòa Bình. Công suất ở đây là 3 vạn 4 con, 2 chuồng, 1 chuồng bên kia nữa. Và đang sử dụng 2 máy sưởi. 2 máy sưởi 30kg của bên mình hỗ trợ này, nhìn gà tạm rất đều, rất đẹp, có hỗ trợ bóng hồng ngoại và bóng carbon nhé. Và 2 máy này chạy liên tục rồi. Rất đẹp này, đây là gà trắng, con gà trắng. Một bạn bảy con, hai máy và hỗ trợ các con và bóng không hoàn.